Rồi chào các bạn ha, thì mình đang có mặt ở 198 Tô Hiệu. Ở đây thì mình thấy có một cái quầy của anh này bán dừa rất là nhiều dừa ha. Chắc là đông khách lắm nè, coi nè. Mấy bữa nay trời nắng nóng cho nên nhu cầu sử dụng dừa của người dân chắc là tăng cao, mình sẽ hỏi cụ thể anh sau ha. Rồi mình coi cái cách của anh chặt dừa nha. Đó. Anh trai có thể giới thiệu tí xíu về cái tiệm dừa của mình được không? Thì bán dừa uống nước. Dạ. Thì 198 thôi. Dừa em thấy có phải dừa Malai hay dừa gì đó, mình thấy ghi như vậy đúng không? Ở đây là dừa mình lấy ở đâu? Malai. Dạ. Mỹ Tho Tiền Giang. Tiền Giang đúng không anh? Mỹ Tho Tiền Giang. À, dừa Mỹ Tho Tiền Giang lên. Mấy bữa nay nhu cầu sử dụng dừa của người dân sao anh ha? Chung là cũng trời nóng tăng hơn chút. Sức mua mạnh hơn những ngày thường, mấy hôm nay nắng nóng. Dạ. Yeah. Anh tên gì có thể giới thiệu chút xíu cho mọi người biết? Mình tên Sơn. Anh Sơn đúng không ạ? Một trái dừa của anh thường là bán đồng giá hết hả? Không có nhiều loại giá, lớn nhỏ lấy đô khác nhau thì mình bán cũng khác nhau. À, lớn nhỏ khác nhau thì có giá khác nhau, là dao động từ bao nhiêu anh ha? Từ 10.000 tới 15.000. Dạ. 10.000 tới 15.000 tùy trái lớn và nhỏ nha các bạn. Đó là dừa mình bán mang đi thôi đúng không? Đúng rồi, dừa mình mang đi. Còn nếu mà mình pha chế thêm, mình có pha chế thêm gì không? Có, thì làm dừa tắc 17.000. Anh Sơn thì dừa tắc là 17.000. Cái đó mình chế ra ly cho người ta ha. Vỏ đá được. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cách của anh xử lý dừa ha. Em thấy cái lượng vỏ nhiều như thế này là ngày hôm nay mình bán á hả? Đúng rồi, từ sáng bây giờ. Dạ. Rồi sẽ cho các bạn coi về cái lượng vỏ dừa anh đã chặt ra trong từ sáng tới giờ ha. Lấy cái dừa dội vô đầu đó cho nó bể thọ. Anh Sơn bán dừa ở đây lâu chưa anh Sơn? Bán cũng được 8 năm rồi. Vâng. 8 năm là cùng ở đây ha. Cũng lên nhưng mà người ta lên gần 5 ngàn. Xử lý lượng dừa này để bán từ giờ tới tối hả anh hả? Cái này đang gọt giao mối. Giao mối, à. Giao sỉ á hả? Đúng rồi. Thường chắc mình giao các quán cà phê rồi hả anh ha? Quán cà phê ra tạp hóa. À, tạp hóa người ta cũng có lấy về bán luôn. Ta bán chợ này. Quay cho mọi người coi rõ toàn cảnh cái gian hàng đầy ắp dừa của anh ha. Mình thấy là dừa của anh trái rất là lớn ha. Sơn bán sớm không? Mấy giờ là mình bắt đầu bán rồi?
6 giờ bắt đầu bán. Dạ. 6 giờ bán tới mấy giờ hay sao ha? 11 giờ đêm. Rồi. 11 giờ đêm mà vẫn có người uống dừa ha. Còn con đường này rất đông. Có giao qua cái app của GoViet nha các bạn. Các bạn lên GoViet mà tìm kiếm sản phẩm dừa. Có dừa 198 Tô Hiệu. Dừa thương hiệu của anh là 198 Tô Hiệu ha. Thì anh sẽ đáp ứng liền. Đây là cách của anh xử lý một trái dừa nguyên nha các bạn. Đó. Rất bén ha. Thấy anh sử dụng hai con dao nha, một con dao là chặt lớp vỏ ngoài cùng, con dao kế tiếp là xử lý lớp vỏ trắng ở trong ha. Sao mình phải dùng hai dao vậy anh Sơn? Dao nhỏ mình gọt ở trong nó mới sắc bén, mới sạch được. À, nó tỉ mỉ hơn chút xíu đúng không? Đúng rồi. Dao lớn thì làm khô ở ngoài thôi. Dao lớn thì có thể là hơi lục một chút cũng được, mà dao ở trong là phải bén thì gọt cho nó đẹp đúng không? Đó, trái dừa anh Sơn. Nhớ là mình bán dừa cho RC đó nha. Tại sao? Tôi yêu Việt Nam. Xe điều khiển từ xa hả? Câu lạc bộ hả anh? Anh Sơn cũng là thành viên câu lạc bộ chơi xe điều khiển từ xa các bạn. Xe mô hình hả anh? À. Ai là fan của các câu lạc bộ chơi xe và có niềm đam mê chơi xe thì có thể liên hệ anh Sơn để mình trò chuyện ha. Facebook anh Sơn là gì? Sơn Dương. Sơn Dương đúng không? Sao? Một buổi gọt dừa của anh Sơn sáng tới 11 giờ đêm rồi các bạn. Mình quay cho các bạn xem một lần nữa nha. Đó là đây là đường Tô Hiệu nha các bạn. Sơn đang chuẩn bị hàng để đi giao cho một cái quán nha. Đây có rau câu dừa với lại dừa dứa nữa hả anh hả? Có rau câu, dừa dứa bữa nay hết. À, bữa nay thì hết dừa dứa. Rau câu là nhà anh làm luôn hả? Rau câu anh bán bao nhiêu một? 25 ngàn một trái. 25 ngàn một trái rau câu nha các bạn. Đảm bảo là trái lớn ha. Đây, mình quay cho các bạn xem. Rau câu dừa của anh Sơn nha. Ủa? Đây đâu phải là rau câu làm sẵn đâu anh hả? À, ở trong nhà đúng không? Ở trong tủ đá. Đây chỉ là mô hình thôi các bạn nha.
rồi mới ăn cơm. Đây rau câu dừa xiêm lại. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé.